Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Để trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một số các cái mẫu đôn để quý vị để trưng bày, trang trí. Thì ở đây những cái mẫu đôn này ấy, thì để bát hương là một này, để cái đỉnh thờ, quý vị thấy không ạ? Cái đỉnh thờ mà chúng ta mua về ấy, thường thường là để ở sau cái bát hương ấy, thì cái đỉnh thờ đó mà để nó sẽ rất là thấp, cho nên là bắt buộc là người ta phải mua cái đôn như thế này để người ta kê lên. Cái đôn này thường thường là nó sẽ cao khoảng độ 15 cho đến 17 phân đấy. Và cái đôn này thì nó rất là chắc chắn, bề mặt này nó tiện này, nó có một cái diềm này đấy. Chúng ta để bát hương vào đây ấy, thì nó cũng không bị xê dịch, cũng không bị trôi ra, hay là chúng ta để cái đỉnh thờ vào đây nó cũng rất là ok. Cái này thì nó có tác dụng nữa, tức là chúng ta có thể là để những cái quả bình phú quý, đúng không ạ? Đây, đơn giản là quả bình phú quý này, chúng ta có thể để quả bình phú quý này được. Đây, nên cái đôn con này, quý vị thấy không ạ? Còn nếu chúng ta đặt ngai, hay là chúng ta đặt chúng ta đặt đỉnh thờ, hay là chúng ta đặt cái bát hương thì đều ok, đúng không ạ? Hay là chúng ta đặt cái bình hoa cũng rất là ok. Thế cho nên là chia sẻ cho quý vị thì cái đôn này nó có rất là nhiều cái tác dụng để chúng ta có thể là trưng bày. Thế cho nên là chúng tôi làm nó rất là chắc chắn luôn. Để mà chia sẻ cho quý vị thì làm cái đôn này nó bằng gỗ hương. Đây, gỗ chỉ này, gỗ hương này, cực kỳ chắc chắn. Đấy, làm rất là chắc chắn luôn, bảo hành cho quý vị thì trọn đời. Một cái điểm nữa, tức là cái đôn tiếp theo là cái đôn này nó khá là to. Đôn này thì nếu như mà mọi người có thể là khi mà nhìn thấy cái đôn to như này thì không biết là kê cái gì, thì chia sẻ cho quý vị là cái đôn này tôi sẽ cho quý vị cái kích thước đã. Phủ bì rộng trên bề mặt này của nó là 43, bên trong cái đường tiện là 40, tức là nó sẽ là 40. Đấy, thì cái đôn này chúng ta thấy được rằng là tại sao cái đôn người ta lại thiết kế nó lại to như thế này, đúng không ạ? Thì thưa với quý vị là nếu như chúng ta đặt những cái bức tượng tượng Phật ấy, thì thường thường là bức tượng Phật, tượng Quan Thế Âm ngồi trên đài sen ấy, thì người ta thấy nó thấp quá thì người ta sẽ phải mua cái đôn này để đặt lên trên này. Thế thì lý do tại sao mà chúng tôi phải làm những cái đôn từ bé, tức là bản rộng của nó là từ 10 phân cho đến bản rộng là lên tới 5-60 phân cũng có. Thế cho nên đây cũng là một trong những cái lý do mà tại sao chúng tôi phải chia sẻ. Hai nữa là quý vị có những cái lục bình hay là cái bình phú quý, đúng không ạ? Chúng ta cần phải kê lên những cái đôn như thế này để nâng cái giá trị mà chúng ta kê nó cao lên. Thì cái đôn này cũng là một cái đôn vô cùng quan trọng. Đôn này nó rất là chắc chắn. Tại sao nói là kê như thế thì nó rất là chắc chắn. Chân nó này, năm chân, quý vị nhìn thấy đây. Đấy, nó có khung khiếc, nó có bao bọc ở đây, cực kỳ chắc chắn. Cái này được làm trên chất liệu bằng hương. Chúng ta biết rằng là kể cả bình phú quý to chúng ta kê vào đây cũng rất là ok. Hai nữa là chúng ta kê được những cái bức tượng Phật, như là tượng Phật Quan Thế Âm, tượng Bồ Tát, thì để vào những cái đôn này. Đấy, để nâng cái kích thước của cái bức tượng nó lên. Chia sẻ tiếp cho quý vị thì có cái đôn vuông. Bây giờ đôn tròn rồi, chúng ta sẽ chia sẻ cho quý vị cái đôn vuông. Đôn vuông này trên cái mặt này của nó rơi vào khoảng độ 35 gì đấy. Đây, nó 35, vuông 35. Chiều cao của nó là được 23 và được chạm khắc rất là cầu kỳ. Đây anh em nhìn này, chạm khắc cực kỳ cầu kỳ luôn. Ở bên dưới là một cái chân quỳ, sau đó là đến yếm này, nó như là một cái sập ấy, đúng không ạ? Tứ diện, đục chạm tứ diện luôn. Đây, bên trong này hoàn toàn là gỗ lõi hết, 100% là lõi, cho nên độ bền nó rất là cao, đúng không ạ? Chúng tôi có thể đứng lên được cái đôn này. Đây, quý vị thấy không ạ? Rất là chắc chắn luôn. Đấy, cho nên là cái đôn này ấy, thì người ta cũng kê tượng là một này, rồi người ta kê cái bát hương to cũng được này, người ta kê cái đỉnh to, tức là những cái đỉnh to người ta mua về. Nếu cái đôn bé này mà không kê được cái đỉnh thì người ta phải mua cái đôn to này, hoặc là cái bát hương, thế bát hương mà to quá không, người ta không thích kê đôn tròn thì người ta kê đôn vuông. Và một cái điểm nữa, tức là cái này kê tượng, kê tiếc các thứ
cũng rất là ok, đúng không ạ? Chúng ta có những cái bức tượng nó vừa phải mà cần chiều cao nó tương đối thì chúng ta kê cái này đấy. Thế cho nên là lý do tại sao thì chúng tôi chia sẻ với quý vị là chúng tôi có rất nhiều các cái mẫu đôn để mà trưng bày, để mà kê các cái vật dụng đấy. Đơn giản là chúng ta thấy được rằng là như cái lục bình này thế thôi. Nếu chúng ta kê cao lên một chút thì chúng ta có thể là mua cái đôn như thế này. Đây, chúng ta mua cái đôn như thế này, sau đó là chúng ta kê nó lên. Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Đây, đây, chúng ta mua cao nó lên thì chúng ta mua cái đôn như thế này, chúng ta kê lên. Quý vị thấy không ạ? Khi kê lên một cái rồi thì nó cái độ đẹp của nó khác hẳn luôn, đúng không ạ? Nó hoàn toàn luôn. Đấy, đây là cái rất là thực tế. Còn nếu như cái lục bình này mà chúng ta kê lên cái đôn này thì nó sẽ rất là xấu, bởi vì nó sẽ không phù hợp với cái đôn to này. Bởi vì cái đôn to này nó to quá, thì cái đôn này thì chúng ta sẽ kê cái khác, đúng không ạ? Đây, kê lên bình thường, thế nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng cái đấy, cái đôn kia, đúng không ạ? Bởi vì cái đôn này là cái phần đế này nó to quá, chúng ta sẽ thấy được rằng là nó sẽ không được đẹp, đúng không ạ? Đấy, đây là một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy rất là thực tế, đúng không ạ? Bởi vì chúng tôi có rất nhiều các cái mẫu đôn chia sẻ cho anh em. Đấy, để cho anh em nắm được. Và đây chúng tôi sẽ có mẫu đôn cũng là mẫu đôn vuông, nhưng hai cái đôn này nó khác nhau nhá. Đây, anh em nhìn thấy này, hai cái đôn này khác nhau. Cái đôn này nó thấp hơn này, kích thước bề mặt thì giống nhau, nhưng mà cái đôn này với cái đôn này nó khác nhau hoàn toàn. Cái khung của cái mặt đôn này nó là khung chạm này, khung này thì không này, đúng không ạ? Đấy, cổ này thì chạm sen, cổ này thì chạm cái này, thì hai cổ này không tính. Nhưng về cái phần bên dưới này, đây là lọng thủng này, chân quỳ, còn cái này là không lọng thủng mà cái này là chân trịa, đúng không ạ? Nhìn đôn thế này thôi nhưng nó đã khác nhau rồi. Thế cho nên là cả về giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Nếu như hai cái đôn này mà kể cả là kích thước bằng nhau, kể cả chiều cao cái này bằng nhau đi chăng nữa, nhưng mà cái giá thành thì cái đôn này nó vẫn đắt hơn. Cho nên là nhiều người đi mua ấy không nắm được rằng là lý do tại sao nó rẻ hơn hay là nó đắt hơn, đúng không ạ? Và chúng tôi làm thì cực kỳ chắc chắn, nói thật với quý vị đây, bên trong không có dính một tí rác nào luôn, anh em có thể kiểm tra ngay bên trong luôn. Bởi vì tất cả những cái sản phẩm tuy rằng nó bé thôi nhưng mà chúng tôi đều làm chất lượng, chứ chúng tôi không làm theo cái kiểu là số lượng. Bởi vì khi đã làm chất lượng rồi, quý vị mua, quý vị chỉ cần mua một lần thôi là quý vị có thể dùng mãi mãi, không bao giờ nó hỏng, đúng không ạ? Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn khi mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái giá trị của những cái mẫu đôn, từ những cái mẫu đôn kê bát hương, kê đỉnh đồng, rồi thì mẫu đôn kê tượng Phật, rồi thì những cái mẫu đôn chúng ta có thể là kê những cái lục bình, đúng không ạ? Để cho quý vị thấy được rằng là tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu có vô vàn các cái mẫu đôn để cho quý vị lựa chọn. Và sau cái video này tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị một số các cái mẫu đôn khác nữa để cho quý vị lựa chọn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.